Các em học sinh khối 8. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình trực tuyến học bộ môn ngữ văn 8. Đến với tiết học này, cô giới thiệu với các em tiết 96. Viết đoạn văn, trình bày luận điểm. Mục tiêu cần đạt về kiến thức. Chúng ta phải nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận. Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp quy nạp và diễn dịch. Về kỹ năng, viết đoạn văn diễn dịch và quy nạp, lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt trong đoạn văn nghị luận. Viết đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm về một vấn đề cụ thể. Về thái độ, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào quá trình tạo lập văn bản. Sau đây, chúng ta cùng đi vào bài. Mời các em mở sách giáo khoa trang 79-80. Đi vào phần 1 La Mã, trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận. Trong phần ví dụ, chúng ta có hai đoạn văn A, B. Chúng ta cùng đọc đoạn văn đầu tiên. Lưu ý, câu chủ đề hoặc câu nêu luận điểm trong mỗi đoạn văn ở đoạn văn A. Chiếu giờ đô của Lý Công Uẩn thì cô đã gạch sẵn rồi, nó nằm ở câu cuối cùng. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chúng ta thấy luận điểm này nêu lên thành Đại La là trung tâm của đất nước, xứng đáng là kinh đô của muôn đời. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn, vì vậy đoạn văn này trình bày theo cách quy nạp. Tiếp tục, trong đoạn văn này thì chúng ta thấy cách tác giả lập luận trình tự như sau. Thứ nhất, vốn là kinh đô cũ. Thứ hai, vị trí trung tâm của trời đất. Thứ ba, thế đất quý hiếm. Thứ tư, dân cư đông đúc, muôn vật phong phú tốt tươi. Thứ năm, nơi thắng địa. Và với tất cả cái trình tự lập luận này, chúng ta thấy tác giả đã làm nổi bật được địa điểm này xứng đáng là kinh đô muôn đời. Luận cứ đưa ra toàn diện, đầy đủ, lập luận mạch lạc, chặt chẽ, đầy sức thuyết phục. Chúng ta sang đoạn B. Đây là đoạn văn trích tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh. Chúng ta lưu ý câu văn cô gạch sẵn. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Luận điểm chính nêu lên tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta ngày nay. Em thấy câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn. Như vậy, đoạn văn này trình bày luận điểm theo cách diễn dịch. Trình tự lập luận của đoạn văn này. Thứ nhất, theo lứa tuổi. Thứ hai, theo không gian. Thứ ba, theo vùng miền. Thứ tư, theo vị trí công tác. Thứ năm, theo ngành nghề, nhiệm vụ được giao. Cách lập luận toàn diện đầy đủ, vừa khái quát lại vừa cụ thể. Như vậy, em thấy khi chúng ta viết đoạn văn, chúng ta phải thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề. Câu chủ đề đứng ở đầu đoạn văn, đây là cách viết, diễn dịch. Câu chủ đề đứng ở cuối đoạn văn, đây là cách viết, quy nạp. Và sau đây, cô sẽ biểu thị cái sơ đồ cấu trúc đoạn văn nghị luận như sau. Chúng ta sang phần 2. Ví dụ 2 sách giáo khoa trang 80. Chúng ta lưu ý những câu. Ấy thế rồi là đùng đùng dở giọng chó má ngay với mẹ con chị dậu đứng đấy.
cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó mới càng hiện chất chó điểu của giai cấp nó ra. Nguyễn Tưng, truyện tắt đèn của Ngô Tất Tố. Về luận điểm, chúng ta thấy tác giả đã nêu lên bản chất chó má của vợ chồng Nghị Quế, thể hiện rõ qua việc mua chó. Cách lập luận là cách sắp xếp các luận điểm và luận cứ thành một hệ thống có sức thuyết phục nhằm làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận. Như vậy, em thấy cách lập luận của tác giả trong đoạn văn trên rất đặc biệt, đặt chó bên người, đặt cảnh xem chó, quý chó, quan tâm, chăm sóc chó bên cạnh, giọng chó má đối với người bán chó. Cách lập luận này thể hiện rõ cái sự tương phản, để từ đó có tác dụng chứng minh làm rõ luận điểm. Luận điểm nổi bật thể hiện sức thuyết phục mạnh mẽ. Trình tự logic của đoạn văn em thấy đã làm nổi bật lên luận điểm. Những cụm từ như là chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà giàu rước chó vào nhà, chất chó điểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau nhằm mục đích xoáy vào luận điểm, vào vấn đề, vừa làm cho bản chất chó má của bọn địa chủ hiện ra, vừa thể hiện thái độ khinh bỉ của người phê bình. Như vậy, chúng ta thấy nếu chúng ta sắp xếp các ý như là những cái câu tác giả xếp nhận xét Nghị Quế đùng đùng nổi giận, dở giọng chó má ngay với mẹ con chị Dậu lên trên, và đưa nhận xét vợ chồng địa chủ cũng thích chó, yêu gia súc xuống dưới, thì hiệu quả lập luận của đoạn văn này sẽ bị ảnh hưởng. Vì không làm nổi bật lên được luận điểm, đó là vì dở giọng chó má. Ngay với mẹ con chị Dậu đứng đấy, cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó mới càng hiện chất chó điểu của giai cấp nó ra. Phải được sắp xếp liền kề luận điểm để thể hiện rõ bản chất chó điểu của giai cấp thống trị thực dân. Và những cụm từ trên đây chúng ta thấy chính là cách thức để Nguyễn Tưng làm cho đoạn văn của mình xoáy vào một ý chung, vừa khiến cho bản chất thú vật của bọn địa chủ hiện ra, vừa tạo cái ấn tượng khắc sâu vào lòng chúng ta cái thái độ khinh bỉ của người phê bình. Như vậy, chúng ta thấy khi trình bày luận điểm trong một đoạn văn nghị luận, chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất, thể hiện rõ ràng chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề. Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường được đặt ở vị trí đầu tiên đối với đoạn diễn dịch, hoặc cuối cùng đó đối với đoạn quy nạp. Tìm đủ các luận cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo một trình tự hợp lý để làm nổi bật luận điểm. Cuối cùng là phải diễn đạt trong sáng, hấp dẫn để sự trình bày luận điểm có sức thuyết phục. Trên đây là toàn bộ phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 81. Chúng ta sang phần luyện tập sách giáo khoa 81-82, bài 1. Đọc hai câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn gọn, rõ. A. Trước hết là cần phải tránh cái lối viết rau muống, nghĩa là lằng nhằng trường giang đại hải, làm cho người xem như là chắc chắc vào rừng xanh, Hồ Chí Minh cách viết. B. Ngoài việc đam mê viết, cái thích thứ hai của Nguyên Hồng là được truyền nghề cho bạn trẻ Nguyễn Tuân. Như vậy, ở đây chúng ta thấy ở đoạn A, Hồ Chí Minh muốn chúng ta tránh lối viết dài dòng, làm người xem, người đọc khó hiểu. Ở đoạn B, Nguyên Hồng thích truyền nghề cho các bạn trẻ.
Tiếp tục, chúng ta sang bài tập 2, sách giáo khoa trang 82. Đoạn văn sau đây trình bày luận điểm gì và sử dụng các luận cứ nào? Hãy nhận xét về cách sắp xếp luận cứ và cách diễn đạt của đoạn văn. Chúng ta cùng đọc đoạn văn trong sách giáo khoa trang 82. Bài viết trích thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh. Chúng ta chú ý luận điểm: Tế Hanh là người tinh lắm. Và câu này được đặt ở đầu đoạn văn. Thì đây là đoạn văn viết theo kiểu diễn dịch. Chúng ta có hai luận cứ. Luận cứ thứ nhất: Thơ Tế Hanh đã ghi lại đôi nét thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Luận cứ thứ hai: Thơ Tế Hanh đã đưa ta vào tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ. Cái thế giới, những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật. Sự mỏi mệt say sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tuổi của một con đường. Các em thấy, các luận cứ sắp xếp theo một trình tự tăng tiến. Luận cứ sau biểu hiện mức độ tinh tế hơn so với luận cứ trước. Bài 3, bài 4, chúng ta về nhà tự làm. Ở sách giáo khoa trang 81-82, các em xem lại phần lý thuyết. Ghi nhớ sách giáo khoa trang 81. Và chúng ta lưu ý khi trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận, chúng ta cần phải xác định nội dung của luận điểm trong câu chủ đề. Và tìm hiểu hai cái cách viết, đó là diễn dịch và quy nạp. Sau khi mà chúng ta đã có đủ luận cứ cần thiết rồi, thì chúng ta phải tổ chức lập luận theo một trình tự hợp lý để làm nổi bật luận điểm. Phần diễn đạt phải trong sáng, hấp dẫn để sự trình bày luận điểm mới có sức thuyết phục. Bài tập 3, bài tập 4, các em sau khi làm xong sẽ gửi bài về cho thầy cô theo lớp qua địa chỉ sau. Cảm ơn các em đã chú ý tham gia vào bài học. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt. Thân mến, chào các em.